Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Và sau đây sẽ là những nội dung mới nhất trong ngày. Các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Cường Đô La làm hành động đặc biệt cho Hồ Ngọc Hà, vén màn mối quan hệ thật sự sau nhiều năm ly hôn. Thời gian qua, fan Việt vô cùng vui mừng khi nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã hạ sinh mẹ tròn con vuông hai bé sinh đôi. Sau khi sinh, nữ ca sĩ dành phần lớn thời gian tận hưởng niềm hạnh phúc cùng ông xã Kim Lý, đồng thời tham gia một số hoạt động quay trở lại showbiz. Trước Hồ Ngọc Hà, chồng cũ Cường Đô La cũng đón con gái đầu lòng với bà xã Đàm Thu Trang. Đến hiện tại, dù cả hai đều có tổ ấm riêng, nhiều người vẫn tò mò về mối quan hệ giữa Hà Hồ và chồng cũ hiện giờ ra sao. Mới đây, cư dân mạng cũng vô tình phát hiện ra một chi tiết có liên quan đến Cường Đô La trong đoạn giới thiệu phim tài liệu của Hồ Ngọc Hà, cho thấy mối quan hệ thật giữa vị đại gia phú núi với vợ cũ. Cụ thể, một khoảnh khắc ngắn trong trailer phim tài liệu của Hồ Ngọc Hà, người ta phát hiện ra một đoạn hội thoại ngắn của ai đó gọi điện cho người đẹp: "Chúc mừng mẹ Hà sinh đôi nha, để chúc mừng cô và gia đình." Mặc dù không nói rõ đích danh ai là người gọi điện, nhưng chỉ cần nghe giọng nói quen thuộc thì nhiều người đã nhanh chóng nhận ra đây chính là Cường Đô La. Sau khi chia tay, Cường Đô La vẫn gọi Hồ Ngọc Hà là mẹ Hà theo cách con trai mình, khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Hồ Ngọc Hà nở nụ cười rạng rỡ khi nghe cuộc gọi điện thoại từ chồng cũ, cho thấy nữ ca sĩ luôn có quan hệ tốt với Cường Đô La. Cả hai vẫn giữ liên lạc và giúp đỡ nhau trong cuộc sống thường ngày. Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La nổi tiếng là cặp chân dài đại gia tiêu biểu của showbiz Việt. Năm 2009, cả hai quyết định về chung một nhà và có một con chung là bé Su Beo. Dù ở bên nhau 6 năm nhưng Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La không tổ chức đám cưới vì cả hai cho rằng không cần thiết. Nhưng đến năm 2015, Hà Hồ và Cường Đô La xác nhận đường ai nấy đi, chia tay trong hòa bình. Suốt nhiều năm qua, cả hai không hề có sự đấu tố lẫn nhau. Hà Hồ vẫn coi chồng cũ là người bạn, người tri kỷ có thể chia sẻ mọi khó khăn trong cuộc sống. Hai người luôn cố gắng quan tâm bù đắp tình cảm cho Su Beo để cậu bé không cảm thấy thiếu thốn hơi ấm gia đình. Bé Su Beo vẫn thường xuyên thăm và giúp bố mẹ chăm sóc các em, tận hưởng tình yêu từ cả bốn người lớn. Dù người hâm mộ vô cùng tiếc nuối khi chuyện tình của Hà Hồ và Cường Đô La đứt gánh, nhưng đến hiện tại, cả hai lại có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, khiến cộng đồng mạng ngưỡng mộ về thái độ mà cả hai dành cho đối phương sau khi ly hôn. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.